Giờ bà má bệnh quá trời bệnh rồi, giờ nằm co ro cục nè. Rồi Nhất xương sống có bị đi điện vào cái nhà nghe, mấy bữa nay mình không có ra clip được cả nhà. con với mẹ làm pizza cho ăn nha. Ăn được không? Pizza không có đường, Đi sao không được, ăn được. không không có nêm đường đâu. Nói chung là mình cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà có cái đi đứng nhất xương sống nó bị thoát vị đi điện N4, nó đôn 6 ly thì giờ nó nhức quá, chở trời nó nhức quá. Rồi giờ cha nằm ở đây, hồi con với mẹ làm pizza đem ra cho cha thử. Ăn miếng thôi cũng thèm chứ cử không được Tại đâu. vì bà bá giờ bệnh quá, giờ mà cho bắt bà bá cử không cho bà bá ăn cái gì Chứ á thì còn năm bà chục bá ký xuống rồi, ký hoài luôn cả nhà. xuống ký quá dài cử quá không ăn được. Cái nhà nói là cho cha chích insulin á, cho Không nên nó xuống phải, ký. không phải đâu, không chích nó không có đường mà. Giờ mình chích á, mà ở đó chích ở trên thành phố đi lên trị bệnh á, chích được 10 bữa đó, được 2 tuần gì đó, lên được mấy ký lô đó, chích là ăn uống rồi được. Chứ bây giờ về đây đó mà không chích không được. Thì sức khỏe mình cũng dám để mình điều chỉnh, ở cả nhà an tâm nha. Đó là nằm suốt ngày nằm vậy nè cả nhà, Nằm suốt ngày đó. Vậy nằm còn có cục 50 kg, 55 kg, 55, 56 thì còn 50 rồi. giờ đây là Đây, đang trộn bột nữa cả nhà. cái này là bột mì nè. Bao nhiêu bột mì mà Cái này 220 g bột mì. Đó, với bây giờ bắt đầu mình làm men. Cái này là 110 g nước, nước lọc bình thường. Cái này men, mình bỏ men vô, mình múc 2 muỗng men bỏ vô ly nước. Đó, giờ mình quậy cho nó tan ra, bỏ vô bột nhồi, mình dàn vô bột một chút xíu muối nha cả nhà, cái chót muỗng cà phê mình chót đầu một chút à. Bây giờ mình bỏ bột ra cái này để mình nhồi, bỏ vô. Trộn đều lên rồi mình cho nó quến lại mình nhồi. Rồi bằng tay nha cả nhà, rửa tay sạch cho mình nhồi. Mình nhồi gì cái mình bỏ bơ vô, mình bỏ 1 muỗng bơ. Bơ nè, bỏ vô. Với thêm muỗng ấy nữa, thêm muỗng dầu ăn. Nó nhuyễn hết trơn, giờ cái bắt đầu mới ủ ủ khoảng 1 tiếng sau về mới mới đem ra cán ra đặng làm thành cái đế đế bánh. Rồi cái này bột nó sắp đôi rồi đó cả nhà. Bây giờ mình nhồi. Ủa mẹ mẹ đâm nó làm gì mà? Đâm cho nó có lỗ gì nè, nó thoát khí, nó không có bị nổi bong bóng lên. Mà pizza bình thường con thấy người ta đâu có làm đâu. Có. Có hả? Ai cũng đâm hết á. Pizza này là bà bán được nha. Thì sao không được mà Không có mình ăn đường, được. rồi chấm tương cà tương ớt gì thôi, rồi ăn thôi. Không mà có người ta để tương cà lên rồi, ăn tương cà tương ớt pha lên đây ăn luôn cỡ nửa rồi. cái cũng được mà có sao đâu. Quá lên rồi. Ăn đi, thưởng thức đi. Bữa nay là đồ ăn seri nè, seri đồ ăn cho người bệnh. Đồ ăn Cho là bệnh nhân, còn cho bệnh nhân. đồ ăn này là của Tây. Đưa bà bá đi qua bên American. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là bỏ cái này vô, bỏ cái miếng này vô nướng nướng sơ mà. Nướng luôn trên miếng Nướng luôn sơ á, nướng luôn. chín luôn hả? Là Trời ơi, mình để cái trên cái này được không ta? đồ nướng này của ai tặng mà? Mua tặng gì? Mua hả? Mua. Mua cả nhà, không ai tặng nha. Vì Thôi, quên. chắc mẹ để lên cái dĩa này nướng được Mẹ để thử. nè. Nói vậy được mẹ ơi. Mẹ thả mẹ lên không em? Cho nó thơm. Trời Không, ơi. mẹ bà bá gì cũng được mẹ mẹ chứ á. mẹ.
Rồi, đóng lại. Kim điện. Mẹ hẹn giờ đi. Bao nhiêu phút anh? 20 phút đi. 25 phút mới tính nè. Cái này là? Cái này là 15 phút, 200 độ C. Ừ. Bây giờ mình bấm lên giờ. Lên giờ 16, 17, 18, 19 20 phút đi. 20 phút đi. Vậy chừng nào không mấy thì mình 20 phút thôi, mình ra mình còn bỏ đồ vô nữa mà. À, rồi. Rồi. Rồi làm thêm 5 rồi. Rồi. Ồ. Thì mình xài công nghệ nha, hiện đại luôn nha. Mình xài công nghệ nha cả nhà. Mình xài công nghệ cho nó hại điện chút xíu. Bỏ vô chút hạt nêm, mình nêm ướp vô cho nó thấm vị chút xíu. Cái này là đang ướp tôm nên mình lên áp chảo sơ sơ nha cả nhà, để một hồi mình bỏ vô mình làm nhân của pizza luôn. Ủa con tưởng áp chảo mà bỏ dầu vô hả? Bỏ có chút xíu mà nó ấy nó tôm này màu chín lắm, mẹ ấy vô mẹ lấy ra được liền rồi. Hồi mình bỏ vô lò nướng nữa mà. Cái trò nướng là nó khét luôn. Không có. Cái vàng vàng nó cũng ngon. Rồi lấy ra đây nè. Lật qua một cái được rồi. Giờ cái nó bung ra. Rồi cả nhà ơi, do bánh nó dày quá cho nên là nướng hồi nãy là nướng 20 phút, bây giờ nướng thêm chắc 20 phút nữa mẹ. 20 phút quá đi. Nướng thêm. Nướng 15 phút cho nó già cái đế dưới. À nướng 15 phút này đó nha. Giờ 15 phút sau là mình coi kết quả. Đây cả nhà, đây là gương mặt của người vợ làm bánh pizza cho chồng ăn mà phải ngồi đợi. Ngồi đợi quá lâu. Tại mình không có cái lò nướng là ra mình nướng trong cái nồi nè nhà ơi. Không, cả nhà mà nướng cái này cũng tiện lắm. Tiện lắm chứ không có cực như là mình nướng tính nướng lò than. Cái chảo chống dính rồi đó. Tính nướng chậm chậm chống dính rồi đó. Mình nướng cái này á mình chỉ ngồi mình canh thôi. Tại vì mẹ Huy kiểu mà nôn quá đem pizza cho chồng ăn cho nó ngồi chờ á, chứ người ta là người ta hẹn giờ xong người ta đi. Ta đi về đâu đó rồi. Đi coi phim kiếm hiệp rồi đánh chéo chéo rồi hồi ra là có đồ ăn ăn rồi. hồi con đút cho ăn thôi tan được hồi con ẩm cái tao không được tao đi không nổi thôi hồi con ẩm cho lên đút cho nó nhức quá nó nhức cái nhà đi rồi chắc bại dặn kia này bại thì đỡ vậy cái đút vô miệng ăn không ăn cái ăn vô nhanh lên nói xử ngược đãi ngược đãi chị em ăn vô mọi người nha ngược đãi trẻ em 50 mấy tuổi mẹ con mà mẹ nói xử tôi gì hả lại tôi mà quay phim được tôi đem tôi đăng báo mẹ con nè con đang quay luôn nè con quay luôn nè mẹ. Một thời nha bà bá làm PT bà làm không kiểu làm huấn luyện viên thể hình nha cả nhà vô trọng là chuối là nóc cả nải hột gà là ăn sống luôn là đập ra làm nuốt luôn đập ra nuốt sống luôn có nhiều có 10 hộp chứ gì sữa là một ngày uống 10 lít rồi bây giờ là như nó thấm vô rồi bây giờ nó thấm vô giờ nó phát ra nó một tiểu đường luôn nó thấm vô rồi được chuối hột gà với là sữa thấm vô uống quay rồi thì in rồi nữa giờ, nhiều lắm giờ thấm vô máu rồi là được máu là đường không à giờ nó vô máu rồi nó teo lại nó teo người lại còn xíu nữa nha thì những thành phần một hồi mình sẽ bỏ vô cái bánh pizza để mình nướng có xúc xích nè có cà chua có ớt chuông hai màu cà chua ớt chuông đó ớt chuông là ớt chuông là ba ớt chuông cái này là hành tây còn cái này là phô mai sợi là mình cứ 200g phô mai mình cứ rải phô mai lên là tự động nó chảy ra vậy cái này là tôm tại vì mình không có ăn mực là pizza hải sản pizza xúc xích hải sản
mình không ăn mật thì mình để xúc xích thêm. Con thấy nó cứng rồi nha. Cứng ăn nổi không? Con thấy pizza của người ta mềm lắm mà. Mềm là nó mỏng. Cái này nó dày quá. Cứng ngắt à. Chết mẹ à. Uống vô lủng lỗ à. Được, không sao. Bây giờ mình tha tương cà với tương ớt lên. Ủa, tương gà tương ớt tha sao chứ? Không, tha rồi mới để lên. À, tha rồi. Ừ. Tha mới để đầu lên. Đó, theo rồi, thấy giống giống rồi đã. Chủ đề là nó hơi cứng thôi. Nó dày quá, cứng sao được. Cái giòn á. Giòn nó mới ngon. Có người ta... Nhưng mà con đi ăn ở chỗ những cái quán ở ngoài nha. Là nó dày gì đó. Ê là nó giòn gì đó. Giòn mới ngon nha. Chứ con chưa ăn được người cái... Người ta thích ăn giòn. Ở Việt Nam con chưa ăn được cái bánh pizza nào mà nó mềm mềm, xốp xốp, mềm mềm giống như bên Mỹ được. Dạ, bây giờ mình để cái này mình hốt, mình trộn lại đi. Mình để lên cái một chút nè. Ớt chuông với củ hành tây. Ủa, nhìn hấp dẫn cả nhà. Rồi mình phết thêm một lớp tương cà tương ớt lên nữa. Không có. Ai chị nào ăn á, muốn xịt thêm thì xịt. Tôm nhiều quá. Mày để bên kia nữa kìa. Tôm nhiều nó có bên sân. Chà, khó thấm gì xa này. Hơi lâu rồi nha. Giờ thấy nhân không nè, không thấy pizza luôn nè. Này, con không biết là phải là pizza không nữa. Nhịn đói từ chiều tới giờ đó. Nó giống pizza nha. Pizza. Pizza. Chứ phải pizza. Rồi quá trời nhân rồi mẹ ơi, thôi đừng bỏ nữa. Bỏ nhiều đó. Lắm rồi. Con bị vừa mới thấy bánh chứ, bỏ không quá. Có. Nó méo rồi sao? Nướng nó méo vô làm sao? Không có méo đâu. Bỏ ngò. Bỏ thêm. Để thôi, rồi còn bỏ phô mai nữa. Bỏ phô mai nữa. Bỏ nhiều quá ngán chết luôn. Ai nói ngán? Hiện tại con thấy nhân không đó nha. Thấy nhân của cái pizza này là làm được cỡ 4-5 cái. Nè phô mai. Phô mai sợi nè. Đó, mày rắc đều á, hồi nó chảy là nó mới kết dính lại chứ không thôi là mình ấy là nó xúc ra. Ngò mình để dưới không? Mình để phô mai ở trên cái hơi nó chảy ra, cái nó ngò ở dưới nó đắp lại, nó không có bị khét, cái ngò nó ngon. Nó thơm. Thì nước lại mấy phút nữa hả? Nước lại cho nó chín mấy nè. Nướng chút xíu à, xíu cho chảy cái phô mai ra à. 1 phút thôi. Không, mình 5 phút chứ? Đâu có, 5 phút là lâu lắm, 5 phút rồi về khác hết. Không có khác. Thì 2 phút thêm ơi. 5 phút rồi. Ok, bây giờ 5 phút nữa chờ thôi nha cả nhà. Chờ ăn. Trời ơi, để một chút quay về cảnh phô mai tan à. Rồi, nướng xong nha cả nhà. Bây giờ coi thành quả coi. Bật cái nút. Wow. Nhìn nó hấp dẫn như vậy. Ui, nó chảy ra xuống dưới luôn kìa. Giòn dữ lắm. Wow. Ui, nhìn cái nhân kìa. Nhìn cái nhân kìa, nó dày còn hơn cái bánh nữa. Đây là cái nhà cái nhân nè. Đó, cái nhân với cái bánh là cái nhà đó. Rồi nó dày cũng ngang ngửa luôn nè, hơn luôn á. Nó nở lên nè. Giờ đem lên. Rồi, cho bà bá ăn thử, đem qua cho bà bá nè. Bây giờ mình ngồi đây mình ăn luôn đi. Đây.
đừng hỏi thằng cha, đừng có lại luôn. Rồi bà bá này nè cả nhà, giờ sẽ làm pizza, cắt pizza cho bà bá. Xịt cái đó em có đâu, xịt bên đây nè. Để xịt ăn không hết nữa. Xịt dấu thập á mà. Rồi lấy dao chưa? Mẹ xịt sao ra tác phẩm nghệ thuật á. Đó. Dễ y trong tranh nha. Dễ y trong tranh. Cái này là tranh trù tượng nha biết không? Tranh trù tượng. Tức là cha tưởng tượng cho thì nó ra làm vậy à. Này tên gì vậy? Tôi nói là cây chết luôn rồi. Ít thôi à, ít à. Không có cây đâu, không cây đâu. Mày đưa con cây dao, dao với đĩa để cắt. Mấy người ăn nghe. Cái kéo quá vậy anh được không? Kéo hả? Ủa giờ cắt nha cả nhà. Ủa dọn kìa. Wow. Ngon à, ngon à. Mày, mày đã tôi vậy đó. Có gì mà ăn đó. Chịu nổi à. Bà từ từ, từ từ đi. Chờ cắt xong cái đi bà bá. Có gì mà ăn đó. Bà bá bệnh nhưng mà bà bá nghe mùi mà bà chịu không nổi, bà bá muốn bật dậy luôn. Mọi người đẹp mà đứng đi ra mất lắm. Chịu nổi. Chưa từ từ bà ơi. Còn đang cắt mà bà bá. Bà gấp nghe giòn không? Gấp quá bà. Bây giờ nắm này đi. Cắt cái này nóng thiệt. Chứ cắt mỏng mỏng rồi ăn từ từ. Nguyên miếng bự quá ăn cho hết. Nắm giết mọi người đây nó đứt kìa. Miếng bự đó ăn từ từ, ăn từ giờ nó hết bệnh luôn đó. Giờ bệnh ta cũng ăn nữa. Giờ bệnh ta cũng ăn nữa. Thèm quá rồi bà, thèm quá rồi. Tự nhiên quá đã cái gì vậy mình nó phô mai phô mai phô mai phô mai mình tự kêu kéo trời nè mình còn chịu không nổi nữa. Đây 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 để mày để đây để con đút cho bà bá ăn đó. Thôi 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 đỡ rồi ngồi xích lên đây, xích lên đây, xích lên đây nè. Rồi có cái khăn không mày, có cái khăn cơ, khăn giấy thì con lấy khăn giấy á. Ai con dữ gì ta? Nhẹ nhàng ở nhà. Nhẹ nhàng. Làm nhẹ bé luôn rồi. Thôi lúc bà ăn nha, rồi ăn pizza nè. Để mày ăn cắn cái thôi nè. Rồi. Ôi rồi rồi. Rồi. Nè rớt quá trời rớt nè. Đưa ông ăn đi. Rồi ăn vô. Ăn vô. Ăn vô. Ăn vô con mẹ ra kìa, mẹ ra. Tao được đã cho em rồi. Tao chưa yếu đó, chừng 1-2 năm nữa chắc tao đi mẹ con mày. Cũng cà phê tu á. Kìa 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 mẹ mẹ cầm kéo kìa. Mẹ cầm kéo kìa. Chừng nữa mà tao. Xong rồi cái nữa. Gì em đi chơi vậy? Xong rồi cái nhà. Mày cái nhà tao. Quên tao cái nhà kìa. Rồi mà cái nhà này cái nhà. Mời cả nhà ăn bánh pizza. Mời cả nhà ăn bánh pizza nha. Rồi mời cả nhà ăn chung. Rồi mời nhà ăn chung. Mời giòn quá. Thử cái miếng nè. Ừ. Ủa miếng phô mai, trời ơi miếng phô mai. Miếng phô mai cả nhà. Mình thử cái này chứ Huy ăn ăn cái bột được. Tại cái bột nó có men. Huy giờ Huy đang cử men rồi cả nhà. Huy ăn thử cái này thôi. Bánh mì giòn kìa. Giòn hả? Mì đâu bánh pizza mà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn chung. Ngon quá. Phô mai không? Phô mai béo quá. Bánh này hải sản nha. Tôm mà nó kìa. Tôm gì? Mình cũng tùy kiểu giờ. Giòn nước bánh pizza ăn. Ừ, nó giòn dữ luôn. Giòn giống như mà bánh mì mà con nướng giòn. Ừ, ngon. Ăn gì cũng ngon. Ăn nóng nóng nó ngon mấy nhà. Ừ, bánh này mấy người Tây khoái lắm. Ha. Cái này mẹ bỏ phô mai càng nhiều càng ngon. Ừ. Bánh này có lên cân ta? Ăn lên cao. Lên á. Cái này mẹ mua cái bột mà mắc tiền á, ít calo á. Ít calo.
bánh này không có đường, bánh mặn mà không, không cần đường. Ngon ha, vậy là ngon ha. Không, cái này giòn chút nó ngon. Giòn vậy còn gì nữa? Khoai ăn giòn. Này giống như bánh mì vậy. Ha. Ha. Rồi mẹ ơi. Rồi nha cả nhà. Rồi buổi tối, gia đình Huy là chỉ có sinh hoạt như đây thôi nha cả nhà. Nãy giờ là đút bà bá rồi này nọ là cũng là chọc bà bá thôi nha cả nhà, chứ không có gì đâu nha cả nhà. Chứ mình còn khỏe lắm. Nhưng mà có cái ngồi nó đau, đi đứng không được. À, hiện tại thì Huy cũng rất mong các quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ clip của Huy. Rồi bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà luôn. Bye bye cả nhà. Cả nhà ủng hộ nha cả nhà.